kính thưa quý vị mở đầu là phần tin thế giới ceo tập đoàn đức bị đốt nhà vì cung cấp vũ khí cho ukraine một nhóm cánh tả cực đoan ở đức vừa đốt nhà của ceo tập đoàn quốc phòng Rheinmetall armin paperger để phản đối việc công ty này chuyển giao vũ khí cho ukraine cụ thể nhóm này đặt thiết bị gây cháy tại nhà vườn của ông paperger và công bố hành động của mình trên mạng xã hội Nhóm này tuyên bố hành động của họ là để phản đối Zeitenwend, chiến lược an ninh châu Âu mới của Đức nhằm vào Nga. Trong đó, tập đoàn Rheinmetall được cho là hưởng lợi khi bán xe tăng Leopard 2 và đạn dược cho Ukraine. Có thông tin cho rằng nhóm này có liên lạc với tổ chức cánh tả cực đoan bằng đảng Bader Meinhof dựa trên khẩu hiệu thả tự do cho Daniela được sử dụng trong thông điệp của họ. Daniela Clato, một thành viên của tổ chức này, đã bị bắt sau nhiều năm lẫn trốn. Vụ phá hoại chỉ gây thiệt hại nhẹ về tài sản và không có thương vong. Cảnh sát liên bang Đức cũng mở cuộc điều tra. Rheinmetall, tập đoàn quốc phòng lớn thứ năm châu Âu, đã chuyển giao nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Marder. Đức, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đã cam kết viện trợ hơn 106 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv, bao gồm cả vũ khí. Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn từ chối chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, do lo ngại Kyiv có thể sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga, dẫn đến nguy cơ trả đũa từ phía Moscow. Trong khi đó, các giới chức phương Tây lưu ý, Mỹ và Anh đã cung cấp tên lửa có tầm bắn tương tự cho Ukraine, mà không gây ra xung đột trực tiếp với Nga. Israel lại dần hệ thống tên lửa Patriot, Ukraine đánh tiếng muốn nhận. Israel đang có kế hoạch ngừng sử dụng hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ để chuyển sang các hệ thống nội địa hiện đại hơn như là Iron Dome, tức là vồn sắt, Sling và Arrow. Lực lượng phòng vệ Israel đưa ra thông báo rằng họ sẽ thu hồi các hệ thống Patriot trong vòng 2 tháng tới đây, nhưng chưa rõ số phận của các hệ thống này sau khi được thu hồi. Trong khi đó, Ukraine bày tỏ sự quan tâm đối với các hệ thống Patriot. Ông Olesen Moransko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Ukraine cho rằng nếu Israel cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot thì thật là hợp lý, bởi nó sẽ giúp cho Ukraine tiêu diệt máy bay không người lái của Iran mà Nga đã sử dụng. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết, nước này cần thêm ít nhất là 7 hệ thống Patriot hoặc các hệ thống tương đương khác để bảo vệ các thành phố và vị trí tiền tuyến trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom lượn gần như liên tục từ Nga. Ông nói thêm, Ukraine cần có 25 hệ thống như vậy để phụ rộng toàn bộ đất nước. Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Kiev đã đàm phán với Hoa Kỳ hay Israel để nhận các hệ thống nói trên hay không. Trong khi đó, Đức đã cam kết cung cấp thêm một hệ thống Patriot, nâng tổng số lên 3 hệ thống. Tây Ban Nha và Hà Lan cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine với các hệ thống Patriot. Hoa Kỳ và Ukraine đang thảo luận về việc phát triển năng lực sản xuất Patriot chung và là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây của Tổng thống Zelensky. Năm người thiệt mạng sau khi uống nước thần trong nghi lễ tôn giáo ở Mexico. Ông Ivan Garcia Alvarez, cảnh sát trưởng tiểu bang Oaxaca, miền Nam Mexico cho biết, bốn người đàn ông và một phụ nữ đã chết sau khi uống hỗn hợp các chất không rõ nguồn gốc. Ông nói rằng họ có liên quan đến Santeria, một tôn giáo bắt nguồn từ Cuba vào cuối thế kỷ 19, do những nô lệ châu Phi kết hợp niềm tin tâm linh của người Yoruba với truyền thống công giáo La Mã. Ông Garcia Alvarez tiết lộ các nạn nhân đã tự pha chế thuốc và uống nó để có được một số loại thức mạnh, sức mạnh nhất định. Những cái chết tại ngôi nhà ở thành phố Oaxaca đang được điều tra như một vụ tự sát tập thể. Theo ông Garcia Alvarez, những người có liên quan đến giáo phái Santeria thường chết vì ngộ độc khi uống loại nước thần nguy hiểm. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Oaxaca mà không có dấu hiệu bị thương bên ngoài. Các nạn nhân dường dư có quan hệ họ hàng với nhau và ở độ tuổi từ 18 đến 55. Các công tố viên cho biết đang thực hiện các xét nghiệm để xác định các chất được tìm thấy trong nhà. Nghi lễ phù thủy và các nghi lễ khác ở Mexico thường liên quan đến những chất độc hoặc gây ảo giác như cà độc dược, nọc độc từ cốc sông Colorado. Cảnh sát vẫn chưa rõ loại chất nào có liên quan đến những cái chết gần đây nhất ở Oaxaca. Ngoài ra, giáo phái Santeria cũng liên quan đến các vụ án nguy hiểm khác ở Mexico. Cụ thể, năm 2018, một người đàn ông ở ngoại ô thành phố Mexico thú nhận đã giết ít nhất 10 phụ nữ và bán xương của một số nạn nhân cho các thành viên của Santeria. Liên minh châu Âu cảnh báo Georgia về triển vọng gia nhập liên minh. Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về dự luật. Nhân viên mật vụ nước ngoài của Georgia cảnh báo rằng nó có thể làm chờ ngại cho nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của quốc gia này. Dự luật yêu cầu các tổ chức phi chính phủ và truyền thông nhận tài trợ từ nước ngoài phải ghi danh là nhân viên mật vụ nước ngoài. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối trong nước và từ cộng đồng quốc tế. Gert Jan Kupman, Bộ trưởng khu vực láng giềng và mở rộng châu Âu của Ủy ban châu Âu, khẳng định rằng dự luật này không thể chấp nhận được và đe dọa đến quá trình hội nhập của Georgia vào liên minh. Đảng cầm quyền giấc mơ Georgia thì ủng hộ dự luật, trong khi Tổng thống Salom Jurabichvili phản đối nhưng không có đủ quyền lực để ngăn chặn nó. Liên minh châu Âu đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ đưa ra đề nghị về việc bắt đầu đàm phán gia nhập vào tháng 9, với báo cáo vào tháng 10 đến tháng 11. Quyết định này sẽ phụ thuộc vào hành động của chính phủ Georgia. Dự luật được Đảng Quyền lực Nhân dân để trình và gây ra biểu tình ở Tbilisi đã được rút lại để ổn định tình hình, nhưng sau đó lại được đưa ra xem xét. Phe đối lập cáo buộc Đảng giấc mơ Georgia chịu ảnh hưởng từ Nga và muốn kiểm soát ảnh hưởng của phương Tây, Chính phủ Georgia đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2022 và được cấp tư cách ứng viên vào tháng 12 năm 2023, với điều kiện phải thực hiện một loạt cải cách trước khi bắt đầu đàm phán chính thức. Điều này bao gồm cải cách hệ thống tư pháp và bầu cử, giảm phân cực chính trị, cải thiện tự do báo chí và hạn chế ảnh hưởng của giới tài phiệt. Hành động gần đây của Georgia với dự luật nhân viên mật vụ nước ngoài có thể làm phức tạp thêm quá trình nói trên. Tuần hành phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng tại Argentina. Ngày quốc tế lao động vừa qua, Argentina chứng kiến hàng ngàn người tuần hành ở Buenos Aires nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của tổng thống Javier Milei. Các biện pháp kinh tế hà khắc bao gồm việc sa thải người lao động và tăng giá dịch vụ công cộng đã gây ra sự bất mãn rộng rãi. Tổng Liên đoàn Lao động Argentina và các tổ chức xã hội đã kêu gọi chính phủ dừng các chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân và người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Argentina chỉ trích chính phủ không có chương trình kinh tế bền vững và đã thả nổi giá cả, khiến thu nhập và sức mua của người lao động giảm sút. Chính phủ Milei với sự hỗ trợ của đảng tự do tiến lên đã thông qua dự luật cơ bản gây lo ngại về việc cắt giảm ngân sách cho giáo dục, y tế và hạ tầng. Tổng thống Milei đã thực hiện cắt giảm chi tiêu công và tuyên bố mục tiêu đạt thẳng dư ngân sách 3% GDP vào năm 2024. Các chính sách này đã dẫn đến đình công và biểu tình trên khắp đất nước khi người lao động đối mặt với lạm phát cao và giảm sức mua. Cuộc tuần hành là biểu hiện của sự không hài lòng đối với chính sách tài chính xã hội hiện tại của Argentina. Tin về sinh viên Anh bãi khóa nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Sinh viên nhiều trường đại học tại Anh quốc vừa bắt đầu tổ chức biểu tình nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine, đồng thời gây áp lực kêu gọi các trường đại học ngừng hoạt động hợp tác liên quan đến quân sự với quân đội Israel làn sóng biểu tình của các sinh viên đang diễn ra tại ít nhất 6 trường đại học tại các thành phố lớn của Anh, trong khi sinh viên tại một số trường đại học khác cũng đang có kế hoạch cho các hoạt động tương tự. Tại Sheffield, một nhóm sinh nhân viên, sinh viên và kiểu sinh viên từ các trường đại học Sheffield và Sheffield Harlem bắt đầu biểu tình dưới hình thức bãi khóa và cắm trại để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine. Một nghiên cứu sinh cho biết sẽ biểu tình cho đến khi nào các yêu cầu được nhà trường đáp ứng. Tại Newcastle, một nhóm có tên là Newcastle Apathy off Campus cho biết có hơn 40 sinh viên đang tham gia một cuộc biểu tình cắm trại để phản đối các hoạt động hợp tác của trường đại học Newcastle với công ty đa quốc gia Leonardo Spa chuyên về hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Công ty này được cho là cung cấp hệ thống xác định mục tiêu bằng laser cho các máy bay chiến đấu F-35 của Israel đang được sử dụng trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Tại Manchester, 50 sinh viên đã dựng trại biểu tình, yêu cầu trường đại học chấm dứt hợp tác với các công ty vũ khí, Ngoài ra, sinh viên tại các trường đại học ở Leeds, Bristol và Đại học York cũng đã tổ chức biểu tình phản đối cuộc xung đột đang diễn ra tại giải Gaza và thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Palestine. Phong trào biểu tình ủng hộ người dân Palestine đang diễn ra rầm rộ trong nhiều tháng gần đây tại London và các thành phố khác của Anh. Tuy nhiên, với quy mô nhỏ hơn nên thu hút được ít sự chú ý hơn so với các cuộc biểu tình của sinh viên tại đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Pháp đề nghị cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh trước năm 13 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa ủy quyền một nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo về thói quen sử dụng thiết bị thông minh của trẻ em. Nhóm chuyên gia đề nghị cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh đến khi chúng 13 tuổi, cấm trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội trước 18 tuổi. Trong nghiên cứu nói trên, tổng thống Pháp đã yêu cầu các học giả chuyên về tâm lý đưa ra hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông minh cho trẻ em, qua đó gợi ý các biện pháp chưa từng có nhằm bảo vệ trẻ em nước này ông Macron vẫn ấp mở về các bước tiếp theo là có thể sẽ có lệnh cấm, có thể chỉ có những hạn chế. Nhóm chuyên gia nhận định các thiết bị thông minh là sản phẩm của ngành công nghiệp bị lợi nhuận chi phối, sử dụng các chiến lược thu hút sự chú ý của trẻ em. Các hình thức thiên vị nhận thức để khiến trẻ em không thể rời mắt khỏi màn hình, rồi kiểm soát thu hút và kiếm tiền từ chúng. Nghiên cứu được thực hiện trong 3 tháng bởi nhóm nghiên cứu do hai nhà thần kinh học Sven Mouton và Amin Benjamina Trưởng khoa Tâm thần và Cai nghiện tại bệnh viện Paul Bruce dẫn đầu, trong đó các chuyên gia cho rằng trẻ em đang trở thành hàng hóa trong thị trường công nghệ mới. Nhóm chuyên gia đề nghị trẻ em dưới 3 tuổi không được tiếp xúc với màn hình dưới mọi hình thức, kể cả TV. Trẻ em dưới 11 tuổi không được sử dụng bất cứ loại điện thoại di động nào. Trẻ em từ 11 đến 13 tuổi chỉ được sử dụng điện thoại không có truy cập internet. Tuổi tối thiểu mà trẻ em được phép sử dụng điện thoại thông minh là 13 tuổi. Cũng theo các chuyên gia, thiếu niên dưới 15 tuổi chỉ nên truy cập các mạng xã hội có đạo đức như Mastodon, mạng xã hội phi tập trung và phi lợi nhuận nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn khỏi nội dung độc hại.